Hello, chào mừng các bạn đã quay lại với kênh của mình. Hôm nay chúng mình sẽ cùng nhau làm quen với một chữ cái nữa, đó là chữ sờ. Rồi, với chữ sờ này sẽ có hai cách viết ở đây, đó là chữ sờ in hoa và chữ sờ in thường nhé. Hai cách viết này tuy khác nhau nhưng mà sẽ đều được phát âm là sờ. Các bạn cùng phát âm với mình nhé. Sờ, sờ, sờ. Ok, bây giờ mình có một câu đố, mình đố các bạn cùng lắng nghe nhé. Xuân về hoa lá đón mời, nhẹ nhàng răng khắp đất trời dạo chơi là gì? Là gì nhỉ? Các bạn cùng nhìn tranh để đoán câu trả lời nhé. Đó chính là mưa xuân. Mưa xuân này các bạn ạ. Khi mà mùa xuân về thì ngoài việc mà cây cối đâm chồi nảy lộc ra, hoa lá rỡ khoe sắc thì còn có một hiện tượng tự nhiên nữa mà chúng ta không thể không nhắc đến, rất là đặc trưng của mùa xuân, đó chính là những cơn mưa xuân rả rích vào những cái thời điểm mà trời se se lạnh như thế này đấy các bạn ạ. Và đáp án chính là mưa xuân nhé. Trong cụm từ mưa xuân thì cũng có xuất hiện chữ sờ. Ở trong từ xuân các bạn sẽ sử dụng màu để gạch chân vào chữ sờ này nhé. Chưa nhỉ? Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau thực hiện tô màu chữ sờ rỗng nhé. Để thực hiện được phần tô màu chữ sờ rỗng này, chúng ta sẽ sử dụng màu sáp hoặc màu nước. Ở đây thì chúng ta có sử dụng màu daily, mình có dùng màu daily để sử dụng. Cái loại màu này thì rất là an toàn và thân thiện đối với lại da tay của các bạn cũng như là đối với môi trường, nên chúng ta rất là yên tâm nhé. Chúng mình sẽ dùng màu gì để tô nhỉ? Sẽ chọn màu tím luôn nha. Chữ sờ thứ hai mình sẽ sử dụng bằng màu đỏ. Vậy là mình đã hoàn thiện xong phần bài tập tô màu chữ sờ rỗng rồi. Còn ở đây chúng ta có một hình ở phía bên tay phải nữa, đó là hình bánh đậu xanh. Với hình này thì chúng mình sẽ cùng nhau tô trong video ngày mai nhé. Bởi vì thời lượng của kênh hôm nay đến đây là hết mất rồi các bạn ạ. Chào tạm biệt các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong video ngày sau nha.